Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em giải bài 14 trang 9 sách giáo khoa toàn 8 tập 1. Đề bài như sau: tìm 3 số tự nhiên chắn liên tiếp, biết tích của 2 số sau lớn hơn tích của 2 số đầu là 92. Đó. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm 3 số chắn liên tiếp. Ba số chắn đó bằng bao nhiêu chúng ta chưa biết. Tuy nhiên chúng ta sẽ đặt gọi cái số chắn đầu tiên là A, thì số chắn tiếp theo chúng ta sẽ là A cộng 2 và A cộng 4, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ gọi ba số chắn liên tiếp là A cộng 2 rồi là A cộng 4. A nó phải là một số lớn hơn hoặc bằng 0, và A phải thuộc vào số tự nhiên, đồng thời A nó phải đáp ứng được điều kiện đầu bài là số chắn. Đó. Lúc này chúng ta thấy rằng là tích của hai số sau sẽ là bao nhiêu các em? Tích của hai số sau là hai số sau là số nào? Là A cộng 2 với lại A cộng 4, đúng không ạ? Rồi, là A cộng 2 nhân với A cộng 4. Thế còn tích của hai số đầu? Là A nhân A cộng 2, đúng không ạ? Rồi, vậy thì theo đầu bài ta có gì nào? Tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tích của hai số sau chính là A cộng 2 nhân A cộng 4 lớn hơn tích của số đầu là 192. Vậy thì ta sẽ lấy tích của hai số sau trừ đi tích của hai số đầu mà bằng 192, có đúng không ạ? Rồi, là có A cộng 2 nhân A cộng 4 trừ đi A nhân A cộng 2 bằng 192. Đó. Thì lúc này chúng ta thấy rằng đây chính là đa thức nhân đa thức. Thì chúng ta áp dụng cái quy tắc nhân đa thức là nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia. Đó, vậy thì chúng ta sẽ bằng như sau. Tương đương với A nhân với A cộng 4 cộng với 2 nhân với A cộng 4 đó, trừ đi A nhân với A cộng 2 bằng 192, tương đương với A nhân A cộng A nhân 4 cộng 2 nhân A cộng 2 nhân 4 trừ đi A nhân A trừ đi A nhân 2 bằng 192, tương đương với là A nhân A là A bình phương cộng với A nhân 4 là 4A cộng với 2A cộng 2 nhân 4 là 8 trừ đi A bình phương trừ đi 2A bằng 192. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện giao hóa A bình phương trừ đi A bình phương cộng với 4A cộng 2A trừ 2A. Đó,
cộng với 8 bằng 190. 2 sử dụng tính chất kết hợp sẽ bằng tương đương với tổng đầu tiên là bằng 0, tổng tiếp theo chúng ta chỉ còn lại 4a, như vậy là 4a sẽ bằng 192 trừ đi 8 đây, phải không ạ? Sẽ bằng 192 trừ đi 8 tương đương với 4a sẽ bằng 192 trừ 8 sẽ được là 184. Như vậy thì tương đương với a sẽ bằng 184 chia cho 4, tương đương với a bằng 10, a bằng 46. 46. Vậy 3 số chắn đó là liên tiếp, đó là a là 46, 46 cộng với 2 sẽ là 48, 46 cộng với 4 là 50. À, vậy ba số chắn liên tiếp mà chúng ta vừa tìm được đó là 46, 48 và 50. Vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải xong cái bài 14 trang 9 sách giáo khoa toán 8 tập 1 phần đại số. Thầy xin chào tất cả các em.